Hello, hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình. Em Hero đây. Ngày hôm nay chúng ta có trận bán kết Quality Final Nova Esports và Fan Gaming. Đây là trận 1v1 set number 3, game number 1. Elsu và Zack. Calming himself down. Now this is one of the players who 120%. Trận số hiện tại bây giờ là 1-1 Nova 1 và Pháp 1. Ở game đầu tiên thì Nova thắng với tỷ số là 2-1. Game thứ hai thì khi gặp The Hill, Pháp Queen với tỷ số là 3-2, rất là sát nút. Ok, let's go. Chúng ta sẽ đến vào game number 1 set number 0, set number 3. Pháp Zack, IC Priest, như là một là Xbo, hai là mình nghĩ là Xbo, chỉ là Xbo thôi. Elso, Motorbase có cái deck version tốt nhất thời điểm hiện tại, đó chính là một Skeleton Barrels, Spear Goblin Gang, Musketeer and Knights, best version right now. Có một cái version đó có phiên bản Firebreaker, nhưng mà Musketeer vẫn là một cái lựa chọn hợp lý, mặc dù là phiên bản Musketeer không còn mạnh như hồi trước. Đây là phiên bản của Elsiop, có Canon Cast và Barbarian, không phải Lock và con này. Sử dụng Canon Cast là cũng hợp lý, bởi vì so với lại này thì Canon Cast vẫn là một con để làm tank tốt, mini tank tốt. Và khi chết building có cả Nai, có cả Canon Cast luôn. What the hell, đây là một phiên bản quá dị để có thể đi chống ngay được mà Xbo. Đây là Xbo 3.0 hiện tại thì phải nói là Xbo quá mạnh ở thời điểm ladder. Tuy nhiên thì đây là đánh CIL, vì vậy chúng ta không quan tâm về cái việc là meta cho lắm. Chúng ta sẽ quan tâm việc là các player sẽ kỹ năng như thế nào nhiều hơn, hơn nữa là cái việc là meta chỉ là một phần thôi. Còn bây giờ các player họ đã quá hiểu nhau về cái việc mà giữa bên này đánh đích gì, bên kia đánh đích gì, họ cực kỳ dễ. Họ sẽ phân tích tốt, họ sẽ đoán được hết. Theo cuối cùng của Elsof chính là một cái Fireball. Thì cái matchup kiểu này thì khá là khó cho Zack, bởi vì là các bạn biết là Elsof anh ta có cả Canon Cast, có cả Nine, cả Musketeer nữa, đặc biệt là Barbarian, thì sự Xbo rất khó đánh. Xbo rất khó ngắm vào trụ. Canon Cast đánh đuổi bên phía bên kia. Hai con Archer không chặn được Canon Cast. Mà một con Canon Cast vẫn đã bắn được Xbo rồi. Và kêu cứ đà như thế này thì thực sự là rất khó để có thể có đàm được từ Xbo. Skeleton Barrel đi vào trong trụ, và khi mà nó đổ xuống thì nó gây ra một chút đàm cộng với Barbarian Barrel nữa. Hiện tại phải nói là Barbarian Barrel là một cái thẻ bài mà mình nghĩ là nó kết hợp với lại cái deck nào nó cũng cảm thấy mạnh. Nó quá hữu dụng với Hailey, mà nó biến thành nó vừa spell biến thành một chop nữa. Quá hữu dụng. Quá khó, một matchup quá khó cho Xbo. Moza cũng không bắn được vào trụ, tuy nhiên thì có một cái điều đó chính là trong cái matchup này nó nghiêng về cái deck của Moza hơn. Fireball chay thời điểm mà Elsiop người ta đặt một cái Moza nó thấp hơn rất nhiều. Canon Cap đi sau với con này là mình sẽ giành, rất hợp lý. Dùng Lock để defense Skeleton Barrel. Đây là thời điểm mà Moza xuất hiện Tesla đâu. Tiếp tục là một cái Xbo. Canon Cast đã xuất hiện vào con này đâu, nãy đâu. Luôn luôn là phải xử lý trong cái tình huống đó là con Xbo. Khi mà có bên kia có Xbo thì bên này phải có này, hoặc là có Canon Cast, không được để nó bắn vào con Musketeer. Bởi vì con soạn biết Musketeer là một con support chứ không phải là một con mini tank. Còn đó là một trường hợp tối kỵ. Tiếp tục là Moza, đã có một con Canon Cast và một Moza. Moza chưa bắn được vào trụ rồi, nó đã bị thu hút vào con này. Bây là thời điểm Canon Cast Fireball rất chuẩn, chính chúng cả Canon Cast, tướng cả Canon Cast và Moza. Một cái lock hơi fail. Một cái lock fail. Tiếp tục là spam ngay phía gần mép sông. Thời là thời điểm mà phải nói là Moza đang bị
là đang có lợi thế hơn rất rất nhiều. Xbow đang phải thủ. Tesla nằm hơi xa so với vị trí của Skaten Barrel và nó sẽ đi vào trụ ngay lập tức. Sẽ có đàn đến từ Skaten. Và đây là Fireball. Airsoft anh ta làm rất tốt. 30 giây cuối cùng mà Xbow và bây giờ công như thế này thực sự là không ổn một chút nào. Một pha đập Musketeer lỗi có đến từ Elsiop, tuy nhiên thì nó không thành vấn đề cho lắm bởi vì là Cadocast, Knight và Barbarian Barrels Fireball luôn. Đó là một cái đòn chí mạng để dân cảnh báo là không được đặt con hai con Archer thì đấy. Rất tốt. Matchup number one. Good job, Elsiop. Ok, let's go. Game number 2, set number 3. Dạ, SEO, Zack. Zack Miner. Phiên bản của Miner Control hay là phiên bản của Miner Balloon? Balloon, Miner Balloon. Zack rất thích đánh Miner Balloon, mặc dù là biết là Miner Balloon nó không mạnh. Còn Elsiop, đây là một phiên bản mà mình thấy ngày hôm qua, ngày hôm kia gì đấy, anh ta chơi Rispam. Hình như có cả Cadocast thì... Rispam, Cadocast. Đây, này thì Spam thì thực sự phải nói là Zack bắn bất cực kỳ là mỏi tay luôn. Đặc biệt là Musketeer, cực kỳ mỏi tay. Cái phiên bản mà nó Spam như thế này, chỉ cần đặt một con Bandit hoặc một con Cadocast ở phía bên này thôi, thực sự là Zack rất có đánh. Zack, cái deck Balloon này nó chỉ defend một one land thôi, nó không thể defend dual land được. Vậy là rất khó để control cái game này. Zack anh ta vẫn là bất lợi thế rồi. Tỷ số hiện tại đang là 1-1 và tỷ số hiện tại trong game này là 1-0 nhưng về Elsiop. Tuy nhiên thì mình thấy nếu mà đánh đà như thế này. Có một cái điều là deck của Elsiop anh ta lại thủ Balloon rất khó. Nhưng anh ta công cái phần dưới mặt đất gọi around thì rất là mạnh. Spam rất nhanh. Nếu mà anh Zack anh ta control được game thì anh ta dồn được kiểu early á, anh ta bị thủ tốt thì anh ta sẽ công rất lợi hại. Thế cuối cùng của Elsiop mình nghĩ là một con Ewit, có khi là không phải là một con Ewit mà một con Magic Archer gì đấy. Không có spell to, không có Fireball. No Fireball. Tuy nhiên thì Bandit, Magic Archer, Bomb Tower, Batoram lỗi. Bomb Tower lỗi, Batoram đã lao được vào trụ rồi. Zack anh ta đang có một chút về gọi là nervous, hồi hộp và một chút lúng túng. Mà nếu đánh như thế này thì Zack sẽ thua cái game này rất là easy thôi. Musketeer sẽ đánh cùng với lại hướng của Ghost. Dùng Miner để làm tranh chuẩn lớn hơn. Bởi vì là cứ ham công là thua. Magic Archer đã bắn vào đạo trụ. Bắn xuyên luôn con Bandit. Đây là thời điểm mà Musketeer không thể thủ được. Một mình Musketeer không thể thủ được. Mà Zack anh ta cũng không có đủ cái lì để có thể công một cái Balloon nữa. Phiên bản này rất có một con Equip và một con Magic Archer thôi. Nhưng thực sự phải nói là Zack anh ta cũng không thể công được. Bởi vì anh ta mất quá nhiều lì để thủ. Say good game. Cannot defend. Respam, đúng là respam, spam, đúng nghĩa của spam. Cái việc mà chọn deck ở trong cái kiểu mà đánh CL thì thực sự phải nói là nó mang lại quá nhiều lợi thế. Thời điểm mà công Balloon thì thực sự nó quá chậm rồi. Một con Equip, một con Magic Archer nó chặn luôn là một con Balloon. GG, well play and congratulations Elsiop. Nova Sport lead 2-1. Cái deck này đó chính là cái deck cái deck Chris Spam này, không có điều là nó không có spam, không có đam đến từ spell, vì vậy là nó sẽ kiếm đam đến từ con Magic Archer hoặc là con gì đấy hoặc là mấy con lòng trụ. Chứ thực sự là nếu mà rắc thầy cối thì anh ta vẫn có thể ăn được, anh ta vẫn có thể thủ được. Nhưng mà Benny, good job, congratulations Elsiop. Okay, let's go. Game number 2, set number 4. Like getting him in the game, getting him in the zone. Yeah, giving a lot of stress.
No, set number 5, sorry. Game number 2, set number 5. Little Chen with Igbo Master. Little Chen led 1-0. We will move to champion. No, move to grand final. Waiting. Zap. Lava. Lava Miner, Lava Balloon. Igbo Master, Mega Minions. Ifro Dragon. For which of chance? Ooh. Lava, Fireball, Zap. Có Miner. Nếu mà có Fireball ở trong matchup này, ooh, Fireball. Little Chen có lợi thế rất lớn ở matchup này bởi vì là Barbarian. With the miner, that's been doing some damage, not bad. And lava from Expo Master easily. Thực sự phải nói là cái deck của Igbo Master anh không có một big spell, anh tặng. No big spell, Igbo Master deck. Fireball trong cái matchup này quá lợi hại. Nó có thể giết được Fire Machine, nó có thể giết được Skeleton Dragon và đặc biệt là Barbarian Fireball. Just to protect those skeleton dragons a little bit more. Mega minion comes down, but rất nhiều đam đến từ miner và con baby dragon. Một trong thậm chí là hiện tại Igbo Master anh ta còn chưa có một đam nào để bay đi lên trụ của Little Chen nữa. Little Chen anh ta cần đẩy lava làm tanh. Làm thế nào thì làm thì anh ta cần phải có một cấm tanh nữa. Support về phía sau Barbarian cần fireball. Fireball cho có hai con skeleton dragon hợp lý. Đàn bát và con Skeleton Dragon cắt rất đau. Đấy của Igbo Master chỉ có một hero và con miner thôi, sự rất là khó đánh. Deck này nó chỉ ăn được những cái deck như kiểu Zion thôi, bởi vì Zion Fisherman thì nó sẽ rất khó để có thể thủ được những con ở trên không như thế này, đặc biệt là Barbarian chém Royal Dragon rất đau. Đổi hướng, Barbarian đổi hướng thì thực sự bên này Little Chen có gì để đủ thủ không? Barbarian có đây rồi. GG, well played. And congratulations! Nova Esports moves to the final. Grand final will start in the same time tomorrow. Sunday. Lovehound is demolished by Little Chen, and I think this might just be curtain calls here for Fav Gaming, and Expo Master Fireball comes in huge. Ooh. Value there. Basically, Nova, they know it. They feel grand finals already. Grand final coming. Congratulations, Nova Esports. Congratulations, Little Chen. Good job, bro. Good job. You are my idol. And good luck to Igbo Master next time. So by the way, so we have 4 teams and move to the CRL final. Confirmed grand finalist in the amazing 2020. Okay, let's go. Ponos with William Z. KK, higher. They are just far too good at this game. You might be looking at the world. Phonos lead 2-0, and right now we have game number 2, set number 3. KK higher. Scott, your spirit. Higher. What's the maybe Pekaram, maybe Ram right Pekaram Rider. KK Royal Zion, sure. Royal Zion. It is very possible to Royal Zion. Ghost, Electro Wizard, Fireball, Fisherman, Hunter. Hay có phiên bản... phiên bản có Baby Dragon và Fisherman. Pekka mà đánh với Royal Zion thì Pekka sẽ thắng. Đó là một cái điều hợp lý. Pekka win. Sure.
Hay là anh ta đang cố gắng đẩy ngay tấp tay và ăn được cái trụ. Liệu là ăn được trụ này không? Fisherman! Kéo tròn sân này sẽ không hợp lý rồi. Có giữ được cái trụ này không? Ghost? Vẫn giữ được cái trụ. Có đây có thể là một bước ngoặt của trận đấu. Từ từ, TK nó sẽ đi ở phía sau. Pekka, Red Rider Zion, who will win? All way, Pekka. Xua. All way, Pekka win. I mean, WEDGM was starting to sink right into the ocean, and somehow Hire has the superhuman strength to just pull it back up nose first. Đã Pekka sớm như vậy. Rider Zion sẽ đổi hướng. Như vậy giáp thủ như thế nào đây? Fisherman. Ram Rider đâu? Đây là thời điểm mà có thể Ram Rider. Rider Zion bắn rất đau một con Pekka. Một con Pekka đi một cách bình thường như thế này làm sao có thể thủ được? Quản hit Pekka, chú hit. Dù hit Pekka. Come on. Pekka đâu? Pekka phải chém ngay vào con Hunter chứ không phải là một con. Run Rider coming. Last lightning, I think a lightning. The last guy higher deck lightning. Oh my god. Okay, congratulations. Okay, then tomorrow we have a final, a grand final. Bonos vs Bonos vs Nova Esports and see you guys. Thank you for watching today. See you. Congratulations to both teams, Bonos and Nova Esports.